người thì vẫn rồi đấy lô rồi người thì lô rồi phát hóa rồi tuy nhiên rồi đến con trâu rồi quyền tổng thị tổng thị thì mình sẽ ngang đấy phát thị long rồi đầu thì không đâu rồi và mắt nhắc thôi còn thế rồi có phải là ông hái như thế này rồi. Em mới phát được trên này em ơi. Nó tắc đường. Từ ra thôi. Mọi người ơi đi mọi người ơi. Mọi người ra đây lấy thuốc nhá. Mọi người lấy quà ra đây lấy thuốc nhá. Em đi ra cho bà con một cái bực đấy. Nguyễn Thị Vân, Lý Sơn Nguyễn Thị Vân. Các bạn quý vị có đọc thế nào nghe cho nó đến. Cao Thị Thanh, Hoàng Đọc Thuân, Dương Tiểu Tín. Mời bạn bạn ra 6m một chút ạ. Đơn vị Mỹ Sơn có 20 suất qua, trong đó thiếu một suất của anh Dương Hữu Dũng, còn lại 19 suất là đủ. Mời các bạn nhận quà của đoàn. Bác ở ngoài đi ra trước đi ạ. Nhận sau. Con nhận sau ạ. Rồi đơn vị Mỹ Yến chuẩn bị. Anh Tiến ơi, chỗ này còn thiếu suất đây, xem bác nào lấy sang vụ đằng sau vào. Thế nào là nhân bị thứ ba là tiêu chí hang hồng. Bây giờ là kiểm tra này. Nhân trái này bà ơi. Rồi tôi đưa anh em kiểm tra chỉ trái này. Rồi các bác lấy quà đi ạ. Hai anh lái xe cứ từ ở ngoài đi ra đấy, một người thôi. Mời cả hội nhân quân của mình từ từ đi ra. Đi lên.